Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.